Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống khỏe Sống đẹp. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về một vấn đề cũng hết sức là nhạy cảm: cách ngăn tiết mồ hôi và khử mồ hôi vùng nách hiệu quả. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại quen thuộc 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 quý vị nhé. Có thể nói hiện nay thì theo khảo sát của các cơ quan y tế thì có khoảng 30% là những người đang có một cái sự tiết mồ hôi nách rất là nặng nề, và từ mùi hôi nhẹ đến mùi hôi nặng cũng có đó quý vị. Và khi mà chúng ta bị cái điều đó thì chúng ta rất là khó chịu khi ra ngoài đường hoặc là khi giao tiếp vân vân. Có nhiều điều mà không ai dám nói quý vị, đặc biệt điều này đúng không? Không sao cả, chúng ta cứ nói, chúng ta cứ chia sẻ để các bác sĩ của chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị về vấn đề đó ha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng, bác sĩ cao cấp, thầy thuốc ưu tú, Tổng thư ký Hội Da Liễu Việt Nam. Trước khi đến với đó thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến phóng sự của chương trình. Đối với nhiều người, đặc biệt là những người làm nhân viên kinh doanh như anh Phạm Đức Hà ở Long Biên, Hà Nội, sự tự tin chính là chiếc chìa khóa vàng để có thể đạt được những thành công trong công việc. Thế nhưng tình trạng tiết mồ hôi quá nhiều và có mùi khó chịu ở vùng nách đang là nguyên nhân khiến sự tự tin của anh Hà cũng như nhiều người dần mất đi. Vốn là một người dễ đổ mồ hôi, anh Hà rất e ngại khi phải làm những công việc trên tay nặng nhọc hay đi lại nhiều lần. Nhiều năm qua anh đã sử dụng đa dạng các loại lăn khử mùi, thuốc xịt nhưng tất cả đều không có tác dụng hiệu quả như anh mong đợi. Tôi rất hay ra mồ hôi, đặc biệt là các vùng tay, chân, ngực, lưng và rõ rệt nhất là hai vùng lách. Những khi trời oi ả mà tôi mặc áo trắng màu hoặc áo trơn là hai vùng này là nước đầm đìa, mùi rất là khó chịu. Chính vì vậy mà khi gặp khách hàng hay giao tiếp những nơi đông người, tôi luôn luôn phải để ý đến cái tình trạng mùi mồ hôi của mình, mà cái mùi khó chịu của mình khiến tôi rất mệt mỏi. Không ít người như anh Hà sử dụng một lúc nhiều loại hóa chất khác nhau, từ lăn khử mùi, thuốc xịt, thuốc uống, nước hoa. Hầu hết những biện pháp trên chỉ có tác dụng tức thì và trong thời gian ngắn, thậm chí còn kích thích việc tiết mồ hôi mạnh mẽ hơn. Nhiều trường hợp da còn bị kích ứng mẩn đỏ, đau rát khiến mùi cơ thể trở nên khó chịu hơn so với trước rất nhiều. Vì vậy, việc xác định mức độ tiết mồ hôi của mình là vô cùng quan trọng để có thể tìm ra được một phương pháp chữa trị hiệu quả và an toàn. Qua phóng sự thì chúng ta đã hiểu hơn về vấn đề này quý vị. Và đặc biệt chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Phạm Đức Hà ở Long Biên, Hà Nội. Anh Phạm Đức Hà quý vị thấy xuất hiện trên truyền hình, bây giờ sẽ xuất hiện ở đây để cùng trò giao lưu với chúng ta. Xin mời anh Hà. Xin chào MC Quyền Linh. Chào bác sĩ. Chào anh Hà. Chào bác sĩ. Chúng ta sẽ cùng giao lưu với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng ha. Dạ. Hồi nãy thấy anh hỏi gì đó, thôi giờ anh hỏi luôn ở đây luôn đi. Ha? Mình bị tình trạng đó như thế nào? Nó nặng nề không và nó cái mùi nó nặng hay mùi nhẹ? Thưa bác sĩ, cơ thể tôi thuộc vào dạng nước rất là dễ ra mồ hôi. Đặc biệt là những khi mà trời oi bức là mồ hôi vùng tay, chân và lưng. Nhưng mà đặc biệt nhất thì là vẫn ở cái vùng da ở dưới hai phần cánh tay mình, cụ thể là lách đấy, là da rất nhiều. Nói thật là rất là khó chịu. Tưởng chừng như là rất là đơn giản, mình cứ nghĩ nó là cơ thể thì thôi cứ chấp nhận sống chung ngày này qua ngày khác. Nhưng mà đôi khi thấy mình cũng rất là tự ti trong cái vấn đề giao tiếp với khách hàng, rồi các cuộc vui chơi bạn bè. Cái lúc nào cũng phải là cứ để ý chăm vào bản thân mình. Cái tình trạng này không phải chỉ anh đâu, có rất nhiều người bị nhiều người không dám nói. Hôm nay mình cứ thoải mái thôi, mình chia sẻ. Bác sĩ đây có thể nói chung là cũng rất là tự ti. Và không, nhiều khi mà cũng giao tiếp với bạn bè, nhiều khi mình cũng phải hạn chế. Rồi nhiều khi những cảm hứng của bản thân mình cũng lại phải hạn chế theo nữa. Ngại lắm cơ. Vâng, đúng là một điều thực sự ngại ngùng. Đặc biệt là khi anh lại ngồi gần các phái đẹp, quý cô, quý bà thì đúng là điều cũng rất là đáng ngại. Cái tiết mồ hôi là vấn đề sinh lý của con người. Và khi mà làm việc nhiều thì mồ hôi tiết ra nhiều. Tuy nhiên chúng ta phải khẳng định như thế này. Thứ nhất là mồ hôi đây là mồ hôi gì? Thì anh có thể anh chưa hiểu kỹ lắm. Tiết mồ hôi có hai loại. Một là tiết mồ hôi ngoại tiết, mà khi mà anh thấy nước mồ hôi tay chân ra nhiều ra ngoại tiết, là tiếng của nó gọi là eccrine. Nó giúp cho cơ thể chúng ta điều nhiệt và thải một số chất độc ra ngoài. Cái tiếng hô đó không phải thủ phạm gây cái mùi đáng ngại của anh, mà tiếng hô nội tiết là apocrine. Thông thường nó hay ở những vùng như là hố nách như anh nói chẳng hạn. Dạ. Có thể ở vùng mu, vùng hậu môn và một số trẻ em ở vùng bầu vú chẳng hạn. Đấy, tiếng mồ hôi này đó mới là thủ phạm của cái mùi của anh. Thế tại sao lại có cái mùi như vậy? Thì do tiếng mồ hôi nội tiết này nó tiết ra một số chất protein, các axit amin và một số yếu tố khác nữa. Tuy nhiên khi ra khỏi cơ thể dưới sự tác động của vi khuẩn thì nó tạo mùi, và chính cái mùi đó mùi khó chịu do tiếng mồ hôi nội tiết gây nên, chứ không phải tiếng ngoại tiết. Chúng ta vẫn hằng nghĩ rằng là đó là thủ phạm của nó, không phải. Thế cho nên là khi mà tiếng này do khu trú vùng đặc biệt như vậy mà nó chỉ hoạt động ở lứa tuổi dậy thì mà thôi. Trước dậy thì không hoạt động. Trong đó tiếng mồ hôi ngoại tiết thì bắt đầu sinh ra và đã hoạt động rồi, có chức năng điều nhiệt cho cơ thể chúng ta. Khi nào nóng thì mồ hôi tiết ra để hạ thân nhiệt, mà khi nào lạnh thì tiếng mồ hôi co lại giúp cho giữ mồ hôi lại và giữ nhiệt của cơ thể chúng ta. Nhưng mà hỏi thiệt anh nha, khi mình bị cái vấn đề đó, anh có dùng cái cách nào đó anh điều trị không, hay là cứ giấu âm thầm mà trốn vậy đó? Có chứ Quyền Linh, có thưa bác sĩ. Nói chung là mình cũng dùng nhiều cách đấy. Cái cách mà dân gian là các cụ nhà mình cũng hay như kiểu truyền bảo nhau dùng là dùng cái phèn, dùng cái phèn chua nhỏ đấy, thì trà sát vào vùng lách này. Thế sau rồi thì là mình lại dùng cả chanh tươi nữa, trà nhẹ vào đấy. Rồi thậm chí là cũng có dùng một số cái loại lăn lách này, rồi xịt khử mùi. Thế nhưng mà thực tế thì cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ rồi đâu cũng lại vào đấy. Mà ngại nhất là khi mà mình mặc cái áo trắng hoặc áo trơn màu ấy, thì là cái vùng nách của mình nó ướt lên, khó chịu lắm, rất chi là khó chịu. Đấy, cho nên là thực sự ra là mà nói thì cũng mong muốn là làm sao mà có được những cái sản phẩm mà để mà nó trị cho mình được cái việc ấy, cho mình tự tin hơn. Đấy. Đúng vậy, thì tất cả sản phẩm anh dùng là những sản phẩm thông thường ngay sử dụng hiện nay. Đó là cái phèn chua nhưng mà thông thường là phi lên để tạo nên thành cái bột rồi xoa lên nách, hay là những sản phẩm như chanh sắc cũng được, hay là một số loại rau củ quả người ta cũng sử dụng cũng có hiệu quả, hay là một số cái sản phẩm hiện nay đang tương đối thông dụng trên thị trường, đó là những cái lăn nách. Nhưng tuy nhiên những sản phẩm đó thông thường là chỉ thực hiện khi mà người ta chuẩn bị đi ra ngoài giao tiếp, và cái thời gian hiệu quả nó rất là ngắn. Hơn nữa lại một số sản phẩm nó có mùi, mùi để mục đích là để át đi cái mùi hôi của cái tuyến mồ hôi chúng ta, thì nó lại khi nó trộn nên tạo thành cái mùi nó còn khó chịu hơn nữa. Cho nên là thời gian này ngắn, hiệu quả không cao, và thậm chí là gây cái phản cảm. Nhưng mà cái việc mà anh Hà vừa mới nói đó, nó phải là một cái bệnh lý hay không, hay là một cái sinh lý bình thường của cơ thể? Đó là cái đặc thù riêng của từng người một, do yếu tố di truyền tạo nên. Những người mà có mồ hôi tiết là mồ hôi dầu, mà có tuyến mồ hôi nách, như anh thấy cái áo trắng của anh, nếu mà lâu ngày mà không cẩn thận nó có thể bị ố vàng, chính là tuyến mồ hôi nội tiết gây nên. Và có thể có sự tác động của một số thức ăn, ví dụ như ăn cà ri chẳng hạn, ăn số chất nó nặng mùi là thì có thể làm cho cơ thể mùi chúng ta sẽ nặng hơn một chút nữa. Nhưng tuy nhiên đó là đặc thù riêng. Yếu tố đặc thù này là có đặc thù của từng người một, giống như vân tay của chúng ta ấy. Cho nên là khi mà bên hình sự người ta điều tra chính là cái mùi này, là cái mùi mồ hôi này. Trong đó một chất quan trọng, chất pheromone. Pheromone một chất là tiết ra từ tiếng mồ hôi nội tiết, và nó làm cho hấp dẫn đối tượng khác giới tính của mình. Pheromone ở động vật cao cấp cũng có cái đó. Tức là cái tùy theo cơ địa mỗi người, tùy theo cái mùi khác nhau. Chứ có nhiều người tiết mồ hôi nhưng cũng có mùi, có nhiều người tiết của nào rất là mùi rất là nặng, đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Trời ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, làm gì chuyện gì bí mật hay sao mà hết hồn dữ vậy? Mật đâu đang hửi. Em thấy hết trơn rồi, khỏi cần nói nữa. Thấy gì vậy? Em thấy làm gì vậy? Em sợ anh thiệt á. Gì? Trời đất ơi, đang trong giờ làm việc rồi trốn ra đây, rồi ngồi để làm gì? Hửi bên này, hửi bên kia, rồi hửi toàn thân. Thấy ghê quá à. Nói nghe nè. Sao? Anh mà cứ hửi vậy hoài nha, có ngày bị đuổi việc á. Ủa lý do gì đuổi việc? Đuổi việc vì cái tội mà trốn làm. bỏ giờ làm đi ra ngoài này ngồi hửi nách. Trời đất ơi, không phải tại anh ngồi trong kia mà anh không có tự tin. Sao vậy? Cho nên là anh ngồi ngoài này anh hửi nãy giờ nè. Sao bây vậy? Giờ bây giờ anh hỏi em nè. Sao? Hai đứa mình mới chổng ra đúng không? Đúng rồi. Nãy giờ em ở trong đó đó. Ừ. Em tiếp xúc với anh một thời gian dài rồi đó. Ừ. Em có nghe anh có bị cái mùi hôi... Hôi nách gì? Ờ, có bị mùi hôi ấy không? Yên tâm đi, em trả lời anh luôn nè. Sao? Anh á thì không có bị cái mùi hôi nách đó. Anh chỉ bị cái tội hôi miệng thôi đó. Trời đất ơi. Thôi vậy mai mốt nói chuyện cho lấy cái khẩu trang đeo lại luôn á. Thì chắc vậy đi. Không phải không phải tự nhiên mà anh ra đen hửi đâu. Sao? Mà cái nguyên nhân nó là vậy nè. Sao? Thằng em vợ mới ra. Ừ. Mà nó bước chân vô nhà một cái tự nguyên cái khu nhà của anh nó nghe toàn là mùi ga với mùi hành không. Trời ơi. Mà bây giờ hỏi nó thì nó nói là chắc là tự vì em mồ hôi ra nhiều quá cho nên em mới bị. Ừ. Làm cho anh bây giờ anh cũng hoang mang quá, hiểu không? Trời ơi, gì mà thấy ghê vậy? Bây giờ anh có một cái thắc mắc. Sao anh? Nếu mà như anh bị như vậy thì như sao ta? Trời ơi, anh mà bị vậy hả? Ừ. Là em á, cắt cổ anh rồi đó chứ. Vậy? Em bắt anh đi chữa liền chứ đó mà để cho anh cái giờ này còn ngồi đi hỏi em câu đó. Nhưng mà bây giờ thằng em của anh nói với anh là anh em mà cột nhà chứ không phải cột chèo, cột nhà. Ừ. Cho nên là bây giờ làm sao nói nó đây? Mà anh lại hoang mang nữa nè. Sao nữa? Hoang mang hoài vậy? Cái hoang mang này lớn lắm. Bây giờ cái triệu chứng gì để biết là mình đang bị cái đó? Tại vì nó nói ra mồ hôi nhiều thì làm sao mình biết được rằng cái mồ hôi của mình ra nhiều là nhiều làm sao? Đó là đổi lại là mấy người mà người ta lao động này nọ đó thì mồ hôi người ta cũng ra nhiều, thì làm sao biết ai ra nhiều mồ hôi hơn ai để biết người đó bệnh? Dễ ẹt. Làm sao em? Có câu giải đáp cho anh liền đây. Em chỉ mạnh rồi. Mình sẽ lấy cái mồ hôi đó. Ừ. Mình đem đi cân. Ờ. Cái nào nặng hơn thì cái đó là mồ hôi nặng. Ờ. Ủa sao nói gì cũng như không vậy trời? Thì nó là vậy đó. Chết tôi rồi. Qua tình huống vừa rồi thì nhân vật có đặt ra một cái câu hỏi dành cho phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng, đó là làm sao những cái dấu hiệu nào để thấy rằng mình tiết mồ hôi nhiều hơn người khác, và đặc biệt đối với những người lao động mồ hôi tiết ra liên tục như vậy. Mồ hôi thì như chúng ta đã hiểu rồi, đã hai là mồ hôi ngoại tiết, chúng ta vẫn nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán, trên da, trên người, thì cái đó chúng ta không phải đối tượng quan tâm. Ngày hôm nay mồ hôi tiết ở những hố nách, ở vùng sinh dục, hậu môn, vùng bầu vú chẳng hạn, và vùng trong ống tai, thì chính cái mùi đó là thủ phạm gây mùi của cơ thể. Mùi cơ thể thì cái người có mùi hương thơm dễ chịu, ngược lại có mùi khó chịu như là anh Hà của chúng ta chẳng hạn, thì đó là cái phần chúng ta cần quan tâm. Nếu như anh thấy rằng là sau một ngày làm việc hoặc là trong một buổi thôi chẳng hạn, thấy mồ hôi dịn ở nách, thấy nó khó chịu, và đặc biệt là anh thấy có mùi không được thơm tho lắm, thì đó là lúc anh cần phải quan tâm đến việc điều trị cho anh. Yeah. Trong dân gian mình có rất là nhiều cách điều trị, như nãy anh Hà chia sẻ đó, dùng phèn chua, dùng chanh, có người dùng tắc, rồi có người dùng giấm, vân vân, rất là nhiều cái. Vậy thì phó sư tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng có thể đánh giá về những cái hình thức mà dân gian đem lại hiệu quả như thế nào? Đó là những bài thuốc dân gian rất tốt. Khi mà chúng ta chưa có sản phẩm tuyệt vời thì nó quanh ta những cái sản phẩm như là phèn chua này, chanh rồi giấm rồi một số loại rau quả nữa, thì luôn luôn xung quanh chúng ta có. Nhưng tuy nhiên như anh Hà sử dụng rồi thấy hiệu quả nó cũng rất hạn chế. Về mặt tác dụng cũng như mặt thời gian mà cái sản phẩm chúng ta dùng rất là ngắn, mà vẫn để sau đó thì vẫn có cái mùi khó chịu mà làm cho anh cũng ái ngại khi mà giao tiếp. Đó là cái điều mà hạn chế của sản phẩm đó. Hay sản phẩm lăn nách chẳng hạn cũng vậy, cũng có hiệu quả nhưng mà hiệu quả ngắn, thời gian ngắn. Thứ hai nữa là có thể gây được cái mùi trộn lẫn, mùi nó còn khó chịu hơn nữa. Nên là đó là cái nhược điểm của sản phẩm mà trước đây chúng ta vẫn sử dụng. À, đúng rồi, Linh thấy là có nhiều người bị hôi nhưng sử dụng cái sản phẩm nào đó nó pha cái mùi nó vô thấy nó còn khó chịu hơn cái mùi cũ nữa. Vậy thì điều này mọi người nên chú ý ha. Thông qua câu chuyện ngày hôm nay thì phó sư tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng có thể chia sẻ cụ thể hơn để làm sao chúng ta có thể giảm được cái mồ hôi ra nhiều quá, hay là giảm được cái hôi ở đó đó. Cho nên giống như anh Hà kể nãy đó, hoặc là chúng ta chọn những sản phẩm nào tốt nhất trên thị trường hiện nay ạ? Dạ. Đúng vậy, làm bất cứ việc gì cũng vậy, đặc biệt trong cái vấn đề tế nhị này chúng ta làm sao nó hiệu quả để giúp cho cơ thể chúng ta có cái mùi bình thường. Thì chúng ta cũng muốn tìm một sản phẩm tốt phải không ạ? Dạ vâng. Thì sản phẩm đó là một cái sản phẩm chúng tôi biết là Aquaselin. Aquaselin là một sản phẩm nó bao gồm có những hoạt chất quan trọng. Thứ nhất là có cái nhôm aluminium. Sản phẩm này giúp cho hạn chế được cái bài tiết mồ hôi, đặc biệt là tiếng mồ hôi nội tiết. Hơn nữa là có một số cái hoạt chất khác, trong đó có tinh chất từ hoa cúc là một cái hoạt chất cực kỳ quan trọng để giúp cho diệt khuẩn. Vâng. Chính phần chúng tôi vẫn nói trước đây phân tích kỷ lục ban đầu đấy là cái tội không phải tiếng mồ hôi đến tiết ra, mà khi tiết ra rồi cái sự tác động của vi khuẩn nó mới gây nên cái mùi hôi khó chịu. Và chính chiết xuất từ hoa cúc đó thì giúp cho diệt khuẩn, và khi diệt khuẩn được rồi thì sẽ hạn chế được mùi chúng ta. Đặc biệt những sản phẩm này nó được chiết xuất từ những cây cỏ được trồng theo một tiêu chuẩn đặc biệt, đúng tiêu chuẩn của châu Âu, và sản xuất nhà máy của châu Âu và được phép của Bộ Y tế Việt Nam lưu hành trên thị trường Việt Nam. Nó giúp cho thứ nhất là hạn chế được cái mùi và hạn chế được bài tiết mồ hôi trong vòng 24 đến 72 giờ. Khi dùng thì chúng ta nên dùng vào buổi tối. Tại sao dùng buổi tối? Vì lúc đó mồ hôi chúng ta tiết ra ít hơn là ban ngày. Dùng sản phẩm sẽ ngấm nhanh vào trong da chúng ta trong vòng khoảng vài chục giây. Khi ngấm nhanh vào rồi nó hạn chế được bài tiết mồ hôi, và cái hoạt chất hoa cúc đó diệt được vi khuẩn. Cho nên ban ngày chúng ta có thể hoạt động thoải mái, không phải lo đi trước khi đi đâu chẳng hạn anh mình lăn nách đấy thì nó rất là phức tạp. Thứ hai là do những cái tiêu chuẩn đặc biệt của sản phẩm, đây là một loại dược mỹ phẩm, cho nên là nó được sản xuất theo quy trình một cách rất chặt chẽ và được thử nghiệm lâm sàng rồi, cho nên là sử dụng rất an toàn cho chúng ta. Một cái phần quan trọng mà chúng ta rất quan tâm đó là gì? Là có màu sắc hay không? Cái này hoàn toàn không màu sắc, rất tốt, không ảnh hưởng gì đến quần áo anh mặc. Anh mặc áo trắng hay mặc bất kỳ áo gì cũng không ảnh hưởng, và ngấm rất nhanh, cho khi anh sử dụng thì không có gì đáng ngại khi anh sử dụng nó cả. Và đặc biệt nữa là cái hiệu quả nó thì rất cao và rất an toàn cho cơ thể chúng ta, cho nên anh có thể dùng, rồi chị em phụ nữ có thể dùng, và bất kỳ ai có thể dùng được. Hơn nữa sản phẩm này lại có những loại đặc biệt là dành cho phụ nữ riêng, dành cho nam riêng, dành cho người mức độ hôi vừa ít ít thì sử dụng sản phẩm với nồng độ nó thấp thôi, nhưng mà hôi nhiều thì sử dụng sản phẩm nồng độ nó cao hơn, với thời gian hiệu quả kéo dài đến khoảng 3 ngày sau khi chúng ta bôi cái này. Như vậy thì anh Hai yên tâm ha. Cái tối mình bôi xong rồi mình chơi có gì 2 ngày sau cũng được luôn. Vậy thì những cái người mà đang bị tình trạng này họ rất là vui đấy anh Hà. Vui đấy. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm sau đây. Aquaselin hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tắm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn nhang. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. An Chỉ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị, an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Chỉ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén nữ vương niêu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ vương niêu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trời, chết rồi, cái gì vậy? Anh xịt vô phòng nó thơm chứ đâu có gì. Dừng lại trời. Cái gì vậy? Em lại anh. Có phòng chi vô xịt? Em lại anh, trời ơi, nhiêu đây là người ta sắp chết rồi, anh xịt nữa là người ta chết luôn á. Không phải cái xịt vô nó thơm mọi vùng bởi anh bây giờ. Anh lúc nào cũng có cảm giác cái phòng nó không có thơm, em hiểu không? Ủa sao vậy? Ủa? Trời ơi, thơm muốn xỉu luôn là. Ủa em không nghe cái vụ anh cãi với em á hả? Vụ gì? Cái vụ mà cái thằng em vợ đó. Sao? Bây giờ nó lên trên nhà nó ở luôn rồi. Mà bây giờ nó bị viêm cánh nặng quá, hiểu không? Cho nên là bây giờ anh đang bị ám ảnh cái mùi đó. Ở trong phòng khách cũng nghe, phòng ăn cũng nghe, phòng tắm cũng nghe, và toilet cũng nghe, thậm chí bây giờ vô phòng ngủ anh vẫn nghe cái mùi đó. Cho nên bây giờ anh ám ảnh, anh phải xịt. Anh dừng phải lại, đừng xịt này nữa, em xỉu. Đây nè, em biết cái hoàn cảnh của anh, cho nên là em có mua cái này nè, để đưa cho anh nè. Hai cái đó, sản phẩm này hả? Đúng rồi, anh đem về đưa cho cậu em vợ của anh xài đi, bảo đảm hiệu quả cực kỳ luôn. Nè, cái sản phẩm này á được nhập khẩu từ châu Âu nha, mà được Bộ Y tế của Việt Nam cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam luôn đó. Ủa vậy đó hả? Cực kỳ an toàn, có loại dành riêng cho nam nè, dành riêng cho nữ nè, dành cho da nhạy cảm nè, nói chung là rất an toàn. Tất cả mọi người đều dùng được, không lo lắng gì hết. Thì đúng là anh thấy được đó, nhưng mà điều anh còn hơi thắc mắc một tí em. Thắc mắc gì nữa? Tức là đã bây giờ cái sản phẩm này nó giúp cho cái chuyện mà ngăn ngừa cái chuyện kia rồi, đúng không? Mà sao nó còn chia ra nhiều dòng quá vậy? Cái gì cho vú mèn nè, cho mèn nè, tức là nam và phụ nữ. Rồi cái gì mà dùng cho nách mồ hôi vừa phải, rồi mồ hôi nhiều, rồi cái độ nặng, độ nhẹ khác nhau. Làm sao nó nhiều quá vậy? Cái này toàn là thảo dược hết, rất là an toàn. Các nguyên liệu được trồng theo phương pháp hữu cơ hết, nên anh không có lo gì hết. Nhưng mà sở dĩ người ta phân ra nhiều dòng, nhiều loại như vậy á, là bởi vì người ta có lý do của nó. Vậy đó hả? Ừ. Bởi vậy anh mới thắc mắc đó. Qua thực phẩm vừa rồi thì chúng ta cũng nghe nhắc đến sản phẩm Aquaselin. Vậy thì tại sao chúng ta phải phân chia nhiều loại như vậy? Và cái bộ sản phẩm này nó có giá trị như thế nào thưa Phó Giáo sư? Dạ vâng. Aquaselin thì như chúng tôi vừa nói là sản phẩm mà được sản xuất ở nhà máy rất là tiêu chuẩn của châu Âu và được thử nghiệm lâm sàng, cũng như là được sự cho phép của Bộ Y tế Việt Nam sử lưu hành tại Việt Nam. Thì nó có hai loại chủ yếu. Một là dành cho quý ông như là anh Hà đây chẳng hạn, thì là chúng ta sử dụng loại do dành cho nam giới. Loại thứ hai dành cho phụ nữ, cho chị em phụ nữ. Và cái cấp độ, nếu mà mùi nhẹ nhẹ thì chúng ta sử dụng cái nồng độ nó thấp, và nếu nặng thì dùng nồng độ cao hơn. Với thời gian hiệu quả của sản phẩm có thể kéo dài từ 24 đến 72 giờ. Một cái ưu việt của sản phẩm này đó là ngấm nhanh vào trong da, cho nên không sợ nó dính vào quần áo. Trong vòng khoảng vài chục giây là ngấm vào rồi, không cần phải lau rửa gì một cách phức tạp cả. Thứ hai nữa là do sản phẩm rất tốt, cho nên là chỉ sử dụng vào ban đêm. Sau khi chúng ta tắm rửa rồi, bôi sản phẩm vào và có thể yên tâm trong vòng một vài ngày, không sợ cái mồ hôi nó khó chịu bám theo chúng ta nữa. Đó là cái rất thú vị. Trong cái sản phẩm khác thì phải sử dụng nó ban ngày. Trước khi đi ra ngoài, anh muốn đi gặp đối tác chẳng hạn, anh phải sử dụng cái lăn nách, phải sử dụng sản phẩm kia. Thì đây anh yên tâm. Làm buổi tối, xong việc, sáng sau tắm rửa, anh đi làm việc không sợ cái mùi nó bám theo anh nữa. Qua đó tôi thấy rằng cái sản phẩm Aquaselin này nó khác với rất nhiều sản phẩm thị trường hiện nay với những vấn đề nãy như Phó Sư vừa mới nói. Thêm một điều nữa là nó vừa khử mùi và nó vừa ngăn được cái tăng tiết mồ hôi trong cơ thể chúng ta nữa. Đó là cái khác biệt lớn nhất hiện nay. Và tại sao nó lại có một cái bộ sản phẩm đó, nó tác dụng thế nào và tại sao nó có từng mức độ khác nhau? Thứ nhất chúng ta biết là có cái nhôm aluminium, nó giúp cho ngăn chặn mồ hôi bài tiết ra. Đấy chính là cái tác dụng ngăn chặn của cái hoạt chất này. Thứ hai là những cái sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên cây cỏ, trong đó chiết xuất từ hoa cúc là một cái hoạt chất quan trọng giúp cho diệt khuẩn ở những vùng hố nách, vùng mà đáng ngại nhất xuất hiện mồ hôi và có mùi. Và cái tác dụng của nó chính vì vậy, nó vừa ngăn chặn bài tiết mồ hôi, vừa diệt khuẩn, cho nên là cộng hưởng hai cái làm cho hiệu quả có thể kéo dài từ 1 ngày đến 3 ngày. Đấy, đã thử nghiệm lâm sàng chứng minh như vậy. Và sản phẩm này có nhiều cái nồng độ khác nhau, và dành cho nữ riêng, dành cho nam riêng, nên hiệu quả nó rất là đa dạng, rất là thú vị. Anh Hà thấy sao? Một tuần vừa qua anh đã sử dụng rồi thì cảm giác mình nó nhẹ nhàng không? Quá tuyệt vời. Mình không nghĩ là khi dùng cái sản phẩm này rồi mà mình thấy nó tự tin hơn này. Cái mùi hôi nách mình không còn, mà cái mồ hôi sẽ cũng không còn ra nhiều như trước. Ôi, đây nữa. Nó ngăn ngừa cái tuyến mồ hôi, nó khử mùi nữa mà. Đấy. Mà cái chính nữa là cái sản phẩm này nó không có mùi, cho nên nó không bị lấn át những cái mùi nước hoa mình hay thường dùng. Mình thấy tuyệt vời lắm. Anh cũng hỏi gì Phó Giáo sư nữa không? Thưa bác sĩ, Tôi cũng muốn hỏi bác sĩ là với cái tình trạng cơ thể của tôi như thế này, mới dùng được 1 tuần Aquaselin mà cũng đã thấy đã có hiệu quả rồi, vậy thì tôi phải dùng bao nhiêu lâu thì tôi không phải dùng nữa? Và liệu cái Aquaselin này nó có cái tác dụng phụ gì sau 1 tuần không? Như các cái sản phẩm khác tôi dùng thì ngoài cái vấn đề là đau rát mẩn ngứa ra thì còn bị dị ứng. Có những lần bị dị ứng đấy. Đúng mà cái thắc mắc rất là chính đáng mà rất là đúng. Thứ nhất chúng ta biết là đây là sản phẩm không màu, không mùi. Và thứ hai là do chứa sản phẩm thiên nhiên cho nên là khả năng dị ứng hầu như không có. Đó là cái rất quan trọng. Và anh thấy rằng là khi sử dụng nó cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát và không có một khó chịu gì nữa thì chắc chắn là tốt. Nhưng tuy nhiên với bất kỳ sản phẩm gì cũng vậy, đã sản phẩm chăm sóc, đặc biệt chăm sóc da thì phải dùng thường xuyên và dùng lâu dài với cái hiệu quả tốt, với cái sự độ an toàn cao và nó không phiền phức cho mình trong cuộc sống. Ví dụ như là không màu, không mùi, chỉ cần bôi vào ban đêm, không cần lo lắng bôi trước khi đi ra ngoài nữa thì rất thuận tiện cho anh sử dụng và an toàn cũng như có hiệu quả cho anh. Không phải là anh chỉ dùng một vài tuần mà có thể dùng mãi mãi được. Đó là cái sẽ là ha. Vậy yên tâm đi, đi vào tiếp rồi ha. Làm ăn cũng tự tin hơn ha. Sợ nhất là tác dụng phụ. Cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng. Chúc mừng anh Hà nha. Thưa quý vị, qua câu chuyện trao đổi thì chắc có lẽ quý vị cũng tìm ra một cái phương pháp, cách nào đó để chúng ta tự tin hơn trong giao tiếp. Đến bây giờ thì nó không còn là nhạy cảm nữa, nó sẽ giúp chúng ta có nhiều tự tin hơn khi mà chúng ta làm việc, và chắc chắn nó sẽ tạo lên những sự thành công trong công việc. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Có thể gửi bất kỳ một câu hỏi nào về chúng tôi thông qua tổng đài rất là quen thuộc 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 quý vị nha. Và bây giờ sẽ là câu hỏi của chương trình. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau. Để tránh mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách, không những cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ mà còn cần phải sử dụng các sản phẩm ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng hay sai. Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK- đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 012362292229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0976899xxx đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài của chương trình. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hotline 012362292229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Ngay bây giờ thì Quyền Linh xin mời quý vị đến với tủ thuốc gia đình. Sau một vài lần bị dị ứng bởi các loại sản phẩm khử mùi hôi không rõ nguồn gốc, anh Hà đã tìm hiểu thêm thông tin về căn bệnh tiết mồ hôi và các phương pháp chữa trị một cách kỹ càng hơn, lựa chọn cho mình những sản phẩm khử mùi chất lượng, xuất xứ rõ ràng, đặc biệt là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và được chia thành các nhóm đối tượng khác nhau. Sau nhiều lần bị kích ứng vùng da dưới cánh tay do dùng những sản phẩm kém chất lượng, nay tôi đã chuyển qua dùng sản phẩm lăn lách Aquaselin, là một trong những bộ sản phẩm mà được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận về chất lượng. Quả nhiên sau một thời gian sử dụng, việc tiết mồ hôi của tôi cũng giảm dần và mùi mồ hôi cũng hết hẳn, và đặc biệt là không có dấu hiệu tái phát. Tôi rất vui mừng vì đã loại bỏ được căn bệnh này ra khỏi cuộc sống của mình. Bộ sản phẩm Aquaselin có xuất xứ và tiêu chuẩn châu Âu, được sản xuất tại nhà máy Oceanic SA tại Ba Lan, một trong 3 nhà máy dược phẩm lớn nhất của châu Âu. Đây là bộ sản phẩm phù hợp với làn da nhạy cảm của người tiêu dùng Việt Nam. Bộ sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam với hiệu quả kéo dài từ 24 đến 72 giờ, thẩm thấu nhanh khi sử dụng, không nhờn dính và không gây ố vàng áo. Có thể thấy giờ đây sự tự tin đã dần trở lại với cuộc sống của anh Hà. Không còn rào cản là mùi cơ thể của mình, anh Hà đã thực sự quay về sự hứng khởi, vui tươi, hồ hởi mà anh đã từng sở hữu. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Đặc biệt cảm ơn nhãn hàng Aquaselin của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành với chúng tôi. Chương trình Sống khỏe Sống đẹp do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty tổ chức sự kiện Việt thực hiện. Đến đây xin phép được tạm dừng. Tạm biệt quý vị. Aquaselin hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị, an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Gia đình tôi có chung sở thích chơi thể thao. Bố mẹ chúng tôi đã nhiều tuổi nhưng cơ thể vẫn dẻo dai khỏe mạnh. bởi vì chúng tôi cùng quan tâm chăm sóc bảo vệ xương vững chắc hàng ngày ngay từ khi còn trẻ với vững cốt Vinh Gia chứa đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 giúp chuyển hóa canxi từ máu vào xương. Vững cốt Vinh Gia giúp gia đình tôi bảo vệ xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Vững cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn.